Các bạn đang nghe truyện Ta Có Thể Nhìn Thấu Tin Tức Vạn Vật trên kênh TV Audio CV. Chương 33, Quy Củ Đi Ra Ngoài. Đại An ca có nhà không? Trước một căn nhà đất, Lục Thanh gọi. Ai đấy, ai gọi ta vậy? Một bóng người cao lớn chạy ra từ trong nhà, thấy Lục Thanh thì mừng rỡ, là ngươi à, A Thanh, có chuyện gì thế? Đại An, là ai vậy? Chưa đợi Lục Thanh trả lời, một giọng nói già nua vang lên, một lão nhân cầm chiếc tẩu trúc cũng bước ra từ trong nhà. Gia Gia, A Thanh đến ạ. Vương Đại An gọi. Vương Gia Gia. Lục Thanh chào lão nhân. À, A Thanh đấy à, vào nhà uống nước nào. Lão nhân thấy Lục Thanh, cũng mừng rỡ, muốn kéo hắn vào nhà uống nước. Không cần đâu à, Vương Gia Gia, ta có việc cần nhờ Đại An ca, không vào làm phiền hai người nữa. Lục Thanh vội từ chối. Đúng rồi, ngươi tìm ta có việc gì? Vương Đại An hỏi. Ta muốn đi chợ phiên một chuyến, lần trước huynh có nói, nếu ta muốn đi chợ phiên thì phải tìm huynh, có vài quy củ cần biết. Ngươi muốn đi chợ phiên? Vương Đại An ngẩn người, rồi chợt hiểu ra, đúng rồi, hôm nay là ngày họp chợ. Chợ phiên mỗi năm ngày họp một lần, hôm nay đúng là ngày thứ năm kể từ phiên chợ trước. A Thanh, ngươi đi chợ phiên làm gì, bán cá à? Vương Đại An hỏi. Cá không vội bán, ta muốn đi xem trước, tìm hiểu tình hình, tiện thể mua ít đồ. Vậy thì được thôi, chỉ là Gia Gia định bảo ta đi cắt cỏ cho heo. Vương Đại An gãi đầu. Vương Gia Gia trích hai hơi thuốc, nói, nếu vậy, Đại An, ngươi dẫn A Thanh đi một chuyến đi, nó giờ là chủ gia đình rồi, cũng nên biết những quy củ khi đi ra ngoài. Vâng, Gia Gia cứ yên tâm, con nhất định sẽ dạy cho A Thanh. Vương Đại An vui vẻ nói. Không phải đi cắt cỏ heo, hắn rất vui, việc đó thật nhàm chán. Đi thôi A Thanh, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Vương Đại An kéo Lục Thanh đi ra ngoài. Đến cổng làng, Vương Đại An chỉ vào một cây đại thụ ở đó. A Thanh, quy củ đầu tiên khi ra ngoài đây. Ở đây á. Lục Thanh nhìn cây đại thụ, hơi tò mò. Cây này hắn tất nhiên biết, không cao lắm nhưng rất to, cành lá sum xuê, thân cây rất lớn, phải vài người ôm mới xuể. Trông giống cây đa ở kiếp trước. Hơn nữa, cây này dường như còn rất quan trọng. Không chỉ thường có người đến thắp hương, mà trẻ con trong làng từ nhỏ đã bị dặn dò không được đến gần chơi, càng không được trèo lên. Nếu ai trái lệnh bị phát hiện, nhẹ thì bị đánh đòn, nặng thì bị phạt quỳ gối đói ở từ đường. Cho nên trẻ con trong làng đều sợ cây này, thà đi chơi bùn đất ở nơi khác chứ không dám đến gần. Nhưng trong ký ức, hắn không tìm được thông tin gì về công dụng thực sự của cây đa này, chỉ nghĩ là để cầu bình an. Giờ nghe Đại An ca nói, hình như nó còn có tác dụng khác, đúng vậy, đây là cây thần của làng, cũng là cây tinh, mỗi khi có ai đi đâu, dù là đi chợ phiên hay vào thành, đều phải để lại dấu hiệu ở đây, cho biết mình đi đâu. Như vậy, nếu ai không về kịp, dân làng có thể dựa vào dấu hiệu đó mà biết họ đi đâu. Cây này có tác dụng như vậy sao? Lục Thanh ngạc nhiên. Hắn thật sự không ngờ, cây đại thụ có phần đáng sợ trong ký ức của nguyên chủ lại có lai lịch như vậy. Vậy làm thế nào để lại dấu hiệu trên đó? Lục Thanh hỏi. Ở đây này. Vương Đại An bước tới, nhấc một phiến đá dưới gốc cây lên. Khi quay lại, trên tay hắn đã có thêm hai sợi dây đỏ. Vương Đại An đưa một sợi cho Lục Thanh, chỉ vào cây, ngươi thấy mấy cành cây già trên cây thần không, bên trái là đi chợ phiên, ở giữa là đi vào thành, bên phải là đi xa hơn. Sau này ngươi muốn đi đâu thì buộc một sợi dây đỏ lên cành tương ứng, như vậy mọi người trong thôn sẽ biết có người ra ngoài. Khi về thì tháo dây xuống là được. Chỉ vậy thôi sao? Lục Thanh ngẩn người. Hắn cứ tưởng phức tạp lắm, không ngờ đơn giản như vậy. Chỉ có vậy thôi, chứ còn thế nào nữa? Vương Đại An khó hiểu. Không cần treo bảng tên hay gì khác sao, nếu không mọi người làm sao biết ai đi vắng? Lục Thanh hỏi. Treo bảng tên làm gì? Vương Đại An càng khó hiểu hơn. Có thể ghi tên lên bảng, Lục Thanh nói đến đây, chợt hiểu ra. Hắn quên mất, phần lớn dân làng đều không biết chữ. Quả nhiên, Vương Đại An nghe vậy thì cười khẩy. Ngươi nghĩ ai cũng như A Thanh ngươi à, biết nhiều chữ như vậy, ai mà viết được tên mình chứ? hơn nữa cũng không cần phiền phức vậy đâu, không có lớn mấy đâu, thấy dây đỏ chưa được tháo thì cứ hỏi một tiếng là biết ai chưa về. Lục Thanh nghĩ cũng đúng. Là hắn nhất thời quên mất, cứ nghĩ nơi này cũng như kiếp trước, muốn đi đâu thì đi. Thực tế, ở thời đại cổ xưa này, người dân rất thận trọng khi đi ra ngoài. Không cần thiết thì sẽ không đi đâu cả. Có người cả đời chưa từng đi đâu xa. Trẻ con lại càng bị cấm không được ra khỏi làng. Trong tình huống như vậy, số người rời khỏi làng không nhiều, thật sự không cần phức tạp hóa mọi thứ. Nhưng như vậy, Lục Thanh cũng hiểu tại sao mọi người thường đến thắp hương dưới gốc đa này. Có lẽ ngoài việc cầu thần linh, dân làng còn cầu mong cho người thân đi xa được bình an. Để ta giúp ngươi buộc. Vương Đại An buộc hai sợi dây đỏ lên cành bên trái. Ngoài ra, trong thôn còn một quy củ nữa, chợ phiên cách làng không xa, ngươi muốn đi một mình cũng được, chỉ cần buộc dây đỏ lên đây là được. Nhưng nếu đi vào thành hay nơi xa hơn, thì phải ít nhất hai người cùng đi, để có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nếu trong làng không ai muốn vào thành, ngươi có thể sang làng bên cạnh hỏi xem có ai muốn đi cùng không, quy củ ra ngoài của mấy làng chúng ta đều giống nhau. Vào thành không giống đi chợ phiên, nên đi đông người một chút, để còn giúp đỡ lẫn nhau. Đại An ca, đường vào thành nguy hiểm lắm sao? Lục Thanh nghe những quy củ này, không khỏi hỏi. Vương Đại An dừng lại một chút, rồi nói, cũng không hẳn là nguy hiểm, mấy năm nay đường xá khá yên bình, nhưng nghe Gia Gia ta kể, trước đây có sơn tặc hoành hành, làng bên cạnh có người bị bắt đi, phải mấy năm sau mới trốn về được. Lúc đầu mọi người còn tưởng người đó đã chết ở ngoài, đến khi hắn trốn về mới biết bị sơn tặc bắt. Nhưng nghe nói sau đó bọn sơn tặc đã bị quan huyện phái người đến tiêu diệt, nên đường xá lại yên bình. Cũng từ đó, mấy làng chúng ta mới dần dần đặt ra quy củ như hiện nay. Sơn tặc, Lục Thanh giật mình trong lòng. Quả nhiên, thế giới này không yên bình như hắn nghĩ. Từ, quan huyện, cũng khiến hắn chú ý. Nhưng Lục Thanh không hỏi thêm, thời gian còn dài, sau này hắn sẽ từ từ tìm hiểu. Sau khi nói rõ quy củ ra làng và buộc dây đỏ xong, Vương Đại An mới dẫn Lục Thanh đi đến chợ phiên. Đây là chợ phiên ư? Lục Thanh nhìn cảnh người qua kẻ lại trước mặt, hơi ngạc nhiên. Chợ phiên này còn náo nhiệt hơn hắn tưởng. Hai bên là những quầy hàng được sắp xếp ngay ngắn, giống hệt những khu chợ mà hắn từng thấy ở một số thị trấn nhỏ ở kiếp trước. Đúng vậy, đây chính là chợ phiên. Vương Đại An gật đầu, chỉ về phía trước, ngươi thấy những quầy hàng đó không? Chúng đều được thuê dài hạn, chỉ những người chuyên buôn bán mới có thể thuê được. Lục Thanh nhìn theo, những quầy hàng mà Vương Đại An chỉ đa phần là bán thịt, bán vải hoặc bán lương thực. Vương Đại An nói tiếp, phía sau kia là một khoảng đất trống, không cần thuê, nhưng nếu muốn bán hàng ở đó thì phải nộp một khoản phí. Nếu ngươi muốn bán cá, không cần thuê quầy, cứ ra chỗ đất trống kia là được. Phí đó nộp cho ai? Lục Thanh hỏi. Mã quản sự. Vương Đại An chỉ tay về một phía, thấy người mặc áo xanh kia không, hắn là Mã quản sự, người phụ trách thu phí quầy hàng tạm thời ở đây. Lục Thanh nhìn theo, thấy một người đàn ông trung niên mặc áo xanh, dáng người hơi gầy, đang tươi cười đi lại trong chợ. Hắn cũng nhận ra, trong chợ còn có vài người mặc áo vải giống vậy đang đi tuần tra, duy trì trật tự. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lục Thanh, Mã quản sự đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt có phần sắc bén. Thấy là hai thiếu niên mặc đồ vải thô, thần sắc hắn mới dịu lại, như không có chuyện gì xảy ra, rồi tiếp tục đi. Lục Thanh giật mình. Có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn và Vương Đại An từ khoảng cách xa như vậy, Mã quản sự này chắc chắn không phải người thường. Hắn không dám nhìn chằm chằm người ta nữa, chỉ dám liếc nhìn. Rất nhanh, hắn thấy một luồng bạch quang mạnh mẽ phát ra từ người Mã quản sự. Mã cổ, tâm tư khó lường, làm việc công bằng, ánh mắt sắc bén, được người trong chợ nể sợ. Tu vi, thể chất cường tráng, mới bước vào luyện gân cốt. Tiếp nhận thông tin từ dị năng, Lục Thanh tuy không có biểu hiện gì trên mặt, nhưng trong lòng lại nổi sóng. Người tu luyện, Mã quản sự là một người tu luyện, hèn gì hắn nhạy cảm như vậy, thì ra là một người tu luyện khác hẳn người thường. Đây là người tu luyện thứ hai mà Lục Thanh gặp kể từ khi đến thế giới này. Người đầu tiên tất nhiên là Trần Đại Phu. Nhưng dù cùng là người tu luyện, Lục Thanh cũng nhận ra sự khác biệt. Đầu tiên là ánh sáng dị năng phát ra từ Mã cổ vẫn là bạch quang, còn Trần Đại Phu là hồng quang. Rõ ràng, trên con đường tu luyện, Trần Đại Phu đã tinh thâm hơn Mã Cổ. Chẳng lẽ là khác biệt về cảnh giới? Lục Thanh để ý thấy, dị năng đánh giá tu vi của Mã Cổ là mới vào luyện gân cốt. Còn Trần Đại Phu là luyện nội phủ. Vậy nghĩa là luyện nội phủ mạnh hơn luyện gân cốt, giữa hai cảnh giới này, còn có những cảnh giới nào khác không? Lục Thanh suy nghĩ miên man. Sao rồi, A Thanh, chợ phiên cũng xem qua rồi, ngươi không phải muốn mua đồ sao, mua gì nào? Lúc này Vương Đại An cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Thanh. Lục Thanh thu lại suy nghĩ, cười nói, ta mua nhiều thứ lắm, chắc phải nhờ Đại An ca giúp một tay mới được. Ngươi muốn mua nhiều thứ lắm sao, A Thanh ngươi phát tài à? Vương Đại An mở to mắt nhìn. Lục Thanh cười, không trả lời. Vương Đại An cũng ý thức được, không nên bàn chuyện này ở đây. Hắn không hỏi thêm nữa, vỗ ngực, yên tâm, dù ngươi mua bao nhiêu, ta cũng có thể giúp ngươi khiêng về, vậy thì đa tạ Đại An ca. Lục Thanh đi về phía các quầy hàng. Hắn đến quầy thịt trước. Trên quầy bán thịt heo, chất lượng nhìn không được bằng thịt heo được nuôi kỹ lưỡng ở kiếp trước. Nhưng trong mắt Lục Thanh, nó vẫn rất hấp dẫn. Hắn đã lâu lắm rồi không được ăn thịt heo, chọn liền 2 miếng mỡ lớn, cùng vài miếng nạc mỡ, Lục Thanh định trả tiền. Nhưng người bán hàng thấy hắn lấy ra bạc vụn thì lại tỏ vẻ khó xử. Tiểu Lan Quân đừng trêu chọc ta, ta biết tìm đâu ra tiền lẻ để thối cho ngươi đây. Không có tiền lẻ sao? Lục Thanh ngạc nhiên. Không có, ta mới mở hàng, chưa có khách nào, lượng bạc của ngươi chắc cũng gần nửa lượng, ta không có đủ tiền đồng để thối cho ngươi. Người bán hàng thành thật nói. Vương Đại An cũng giật mình khi thấy Lục Thanh lấy bạc ra, vội vàng che tay Lục Thanh lại, kéo hắn sang một bên. A Thanh, ngươi lấy đâu ra bạc vậy, Trần Đại Phu cho. Lục Thanh lấy Trần Đại Phu ra làm bình phong. Dù sao lúc xuống núi hôm qua, Trần Đại Phu đã dặn, nếu có ai hỏi về số bạc, cứ nói là lão cho. Trần Đại Phu tốt với ngươi thật đấy. Vương Đại An lộ rõ vẻ hâm mộ, giá mà hắn cũng được làm đệ tử của lão Đại Phu. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra vấn đề. Không đúng, dù bạc là do Trần Đại Phu cho, ngươi cũng không nên lấy ra như vậy chứ, ai đời đi chợ phiên lại dùng bạc mua đồ, nhưng ta không có tiền đồng, chỉ có thỏi bạc này. Lục Thanh tất nhiên biết bạc quý giá, nhưng nhà sắp hết lương thực rồi, mà lần này hắn lại cần mua nhiều thứ. Không nói đến việc trong nhà không có tiền đồng, dù có thì mang theo cũng bất tiện. Hình như cũng có lý. Biết rõ tình cảnh nhà Lục Thanh, Vương Đại An gãi đầu, nhất thời không biết nói gì. Tiểu Lan Quân, ngươi còn mua thịt không? Người bán thịt gọi với sang. Hiếm có khách hàng lớn như vậy, hắn không muốn bỏ lỡ. Ta muốn mua lắm, nhưng ngươi không có tiền lẻ để thối bạc này. Lục Thanh bất đắc dĩ nói. Người bán thịt ngập ngừng. Lần này, cả hai bên đều khó xử. Có chuyện gì vậy? Lúc này, một giọng nói ôn hòa vang lên. Lục Thanh quay đầu lại, thấy người đàn ông trung niên mà Vương Đại An gọi là Mã Quản Sự đang đứng sau họ. Mã Quản Sự, người bán thịt và Vương Đại An vội vàng cúi đầu chào. Ừ, ta nghe thấy có chút ồn ào ở đây, có chuyện gì vậy? Mã Quản Sự hỏi. Dạ thưa Mã Quản Sự. Người bán thịt lên tiếng trước, vị Tiểu Lan Quân này muốn mua thịt bằng một thỏi bạc, nhưng tôi không có tiền lẻ để thối, nên mọi người đang khó xử. Ồ, Mã Quản Sự nhìn về phía Lục Thanh. Đến chợ phiên mà dùng bạc mua đồ, ngay cả hắn cũng hiếm khi gặp. Khi nhìn rõ trang phục của Lục Thanh, Mã Quản Sự lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trong Lục Thanh không giống người có bạc. Thiếu niên, không biết số bạc này ngươi có được từ đâu? Mã Quản Sự hỏi. Sao, đến chợ mua đồ mà còn phải khai báo nguồn gốc tiền bạc à? Lục Thanh điềm tĩnh hỏi. Không phải, là ta thất lễ. Mã Quản Sự hơi cúi người, coi như xin lỗi, trên mặt vẫn giữ nụ cười, ta chỉ thấy lạ, thiếu niên như ngươi có vẻ không giống người có thể có bạc. Dù Mã Quản Sự vẫn mỉm cười, nhưng người bán thịt và Vương Đại An đều cảm thấy áp lực, trán không khỏi lấm tấm mồ hôi. Lục Thanh dường như cũng bị áp lực đó đè nặng. Trên mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, bạc này là do sư phụ ta cho. Ồ, không biết sư phụ của ngươi là ai? Nụ cười trên mặt Mã Quản Sự không đổi. Ta không biết tên thật của ngài ấy, chỉ biết mọi người gọi là Trần Đại Phu. Cái gì, là vị lão Đại Phu đó, sắc mặt Mã quản sự đột nhiên thay đổi. Tiểu Lan Quân, ngươi nói sư phụ của ngươi là Trần lão đại phu. Khuôn mặt Mã quản sự không còn nụ cười như trước, trở nên nghiêm túc hơn. Cũng như mọi người trong thôn, ta đều gọi lão nhân gia như vậy. Vẻ căng thẳng trên mặt Lục Thanh giảm bớt, hắn đáp. Tiểu Lan Quân, dùng để chỉ người chồng trẻ hoặc chỉ những người trai trẻ nói chung. Đúng vậy, Mã quản sự, tiểu huynh đệ này của ta mỗi ngày đều đến chỗ Trần lão đại phu đọc sách học tập. Lúc này, Vương Đại An cũng tìm cơ hội nói. Mã quản sự nhìn kỹ Lục Thanh và Vương Đại An, rồi đột nhiên mỉm cười. Hóa ra là cao đồ của Trần lão đại phu, thật là ta thất kính. Mã quản sự trịnh trọng hành lễ với Lục Thanh, khiến hắn giật mình lùi lại hai bước. Hắn vội vàng xua tay, ta không dám nhận là cao đồ, hiện tại ta chỉ mới học được chút ít kiến thức về thảo dược, còn chưa biết xem bệnh. Thấy Lục Thanh thành thật như vậy, Mã quản sự không khỏi mỉm cười. Dù sao vừa rồi ta đã thất lễ với Tiểu Lan Quân, vậy để ta trả tiền thịt cho ngươi nhé. Sao có thể được? Lục Thanh liên tục lắc đầu, vô công bất thụ lộc, sư phụ có dạy, không thể tùy tiện nhận đồ của người khác. Nhưng ta thật sự đã thất lễ với Tiểu Lan Quân, coi như số thịt này là ta bồi tội được không? Nhưng dù Mã quản sự nói thế nào, Lục Thanh vẫn lắc đầu, kiên quyết không nhận. Vương Đại An đứng bên cạnh, mắt tròn xoe. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Mã quản sự khách sáo với ai đó như vậy. Mà người đó lại là tiểu huynh đệ Lục Thanh của hắn. Thấy Lục Thanh cứ từ chối, Vương Đại An sốt ruột trong lòng. Mấy cân thịt chứ có gì đâu, người ta cho không cũng không lấy, A Thanh đang nghĩ gì vậy? Nhưng dù sốt ruột, Vương Đại An cũng không dám tự ý nhận thay Lục Thanh. Hắn biết Lục Thanh biết chữ, lại được lão đại phu dạy dỗ, hiểu biết chắc chắn hơn hắn nhiều. Nếu Lục Thanh không muốn nhận, chắc chắn có lý do của hắn. Thấy Lục Thanh không chịu nhận, Mã quản sự chợt nảy ra ý, cười nói, Tiểu Lan Quân thật là nhân hậu, xứng đáng là cao đồ của Trần lão đại phu, vậy để ta giúp ngươi đổi bạc ra được không? Người bán thịt nghe vậy, vội nói, đúng đó Tiểu Lan Quân, ở đây chắc chỉ có Mã quản sự mới có thể đổi bạc cho ngươi. Lục Thanh nghe vậy, do dự một chút rồi gật đầu, vậy làm phiền Mã quản sự. Nói rồi lấy bạc ra, Mã quản sự nhận lấy, thấy là bạc bông tuyết loại tốt nhất, lại càng tin lời Lục Thanh. Thiếu niên ở nông thôn bình thường không có cách nào có được bạc tốt như vậy. Hắn ước lượng một chút rồi nói, bạc này khoảng 6 tiền, đổi ra tiền đồng là khoảng 600 đồng. Mã quản sự lấy ra một túi từ trong người, lấy ra 2 xâu tiền đồng, rồi đưa túi cho Lục Thanh. Số tiền đồng trong này đủ để đổi số bạc của ngươi, ngươi kiểm lại xem. Lục Thanh nhận túi tiền, không khách khí mà đếm ngay. Vương Đại An muốn giúp, nhưng hắn biết mình không biết đếm, giúp cũng chỉ thêm phiền, nên chỉ biết đứng lo lắng. Lục Thanh lấy tiền ra đếm rất nhanh. Mã quản sự thấy vậy, mắt nheo lại. Người ở vùng quê hiếm khi biết chữ, có thể đếm đến 100 đã là giỏi lắm rồi. Nhìn tốc độ đếm tiền của Lục Thanh, rõ ràng việc này không hề khó với hắn. Hắn càng tin Lục Thanh đúng là đệ tử của lão đại phu kia. Rất nhanh, Lục Thanh đã đếm xong tiền. Hắn ngẩng đầu lên, hình như thừa rồi. Trong túi có tất cả 650 đồng, theo tỷ lệ một lượng bạc đổi 1.000 đồng tiền, thì thừa ra 50 đồng. Không nhiều đâu, bạc của ngươi chất lượng tốt, thêm 50 đồng là phải rồi. Mã quản sự cười nói. Lục Thanh suy nghĩ một chút, không từ chối nữa. Hắn biết Mã quản sự đang cố lấy lòng hắn. Nhưng hắn đã từ chối nhiều lần, không thể không cho người ta chút mặt mũi. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội để hắn tìm hiểu thêm về thế giới bên ngoài. Tiền đã đổi xong, Tiểu Lan Quân cứ yên tâm mua đồ, à, còn chưa biết tên Tiểu Lan Quân là gì. Mã quản sự nhân cơ hội hỏi. Ta tên Lục Thanh. Lục Thanh đáp, rồi chỉ Vương Đại An bên cạnh, đây là Đại An ca, cùng làng với ta. Mã quản sự, ta là Vương Đại An. Vương Đại An hơi nịnh bợ. Vương Đại An, được. Mã quản sự tất nhiên nhận ra Vương Đại An chỉ là một thanh niên nông thôn bình thường. Nhưng hắn vẫn lịch sự gật đầu. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Vương Đại An phấn khích, mặt đỏ bừng. Lục Thanh, vậy ta chúc ngươi mua sắm vui vẻ, ta còn có việc, xin phép đi trước. Mã quản sự là người biết điều, không nhân cơ hội này để tiếp cận Lục Thanh, mà chọn giữ khoảng cách. Lục Thanh tất nhiên vui mừng vì điều đó. Hắn tuy cũng muốn kết giao với Mã Quản Sự, nhưng không phải bây giờ. Bởi vì hiện tại, thực lực của họ vẫn chưa tương xứng. Hôm nay hắn được đối phương coi trọng chỉ vì thân phận, đệ tử của Trần Lão Đại Phu, mà thôi. Sau khi Mã Quản Sự rời đi, Lục Thanh lại đến quầy thịt. Ông chủ, giờ ta có thể mua thịt chưa? Tất nhiên rồi. Người bán thịt tươi cười hớn hở, thì ra Tiểu Lan Quân là đệ tử của Trần Lão Đại Phu, thảo nào trong sáng sủa thế. Lục Thanh nhìn xuống bộ quần áo vá víu của mình, im lặng. Thế này mà gọi là sáng sủa sao? Sao, ông chủ cũng biết Trần Đại Phu à? Vương Đại An tò mò hỏi. Tiểu ca nói gì vậy? Cả vùng này ai mà chẳng biết Trần Đại Phu, vợ ta năm ngoái bị nhiễm phong hàn sau khi sinh, suýt nữa mất mạng, chính là nhờ Lão Đại Phu chữa khỏi, ông ấy nổi tiếng là thần y trong vùng đấy, nếu vậy, ông chủ có thể giảm giá cho chúng ta một chút không? Vương Đại An nhân cơ hội nói. Giảm, tất nhiên rồi. Cuối cùng, người bán thịt cũng bớt cho Lục Thanh 3 đồng. Mua thịt xong, Lục Thanh và Vương Đại An tiếp tục dạo chợ. Chẳng mấy chốc, họ đã mua được một đống đồ. Chủ yếu là lương thực và một số vật dụng hàng ngày. Trong đó lương thực là mua nhiều nhất. Ngoài ra, Lục Thanh còn mua một ít hạt giống và kim khâu. Mua hạt giống để trồng thêm rau trong vườn. Không thể cứ đi đào rau dại mãi được. Còn kim khâu là vì chiếc lưỡi câu làm từ cây kim lớn trong nhà đã có phần quá tải. Hắn muốn làm thêm vài chiếc để dự phòng. Lục Thanh cũng thấy có bán cá ở chợ, hỏi giá thì thấy còn rẻ hơn cả thịt heo. Cũng phải thôi, với người nghèo ở thời này, mỡ rất quan trọng, nên ngay cả thịt heo thì mỡ cũng đắt hơn nạc. Cá chẳng có chút mỡ nào, ăn cũng không no. Chỉ có giới quý tộc giàu có mới sẵn sàng bỏ nhiều tiền mua cá để ăn cho ngon miệng. Với dân thường, nếu có lựa chọn, họ thà ăn thịt heo còn hơn. Sau khi mua những thứ này, 650 đồng của Lục Thanh đã hết hơn phân nửa. Hắn mua thêm 2 chiếc gùi tre lớn, rồi cùng Vương Đại An chia nhau gùi và xách đồ đạc. Sau đó hai người bước những bước chân nặng trĩu, rời chợ phiên, trở về làng. Việc Lục Thanh và muội muội mua sắm thả cửa ở chợ phiên tất nhiên khiến nhiều người chú ý, cho nên khi hai người rời đi, có vài kẻ tụ tập ngoài chợ bàn tán xôn xao. Đại ca, hai tên nhãi đó mua nhiều đồ quá, chắc chắn là con mồi béo bở, có nên ra tay vét túi bọn chúng không? Một tên có đôi mắt gian xảo lên tiếng trước. Nhưng vừa dứt lời, hắn đã bị những kẻ khác khinh bỉ. Nhất là tên được gọi là đại ca, hắn nhìn tên kia như nhìn kẻ đần độn. Đầu óc ngươi bị đá ném à? Không thấy Mã gia cũng khách khí với chúng sao? Ngươi bảo ta đi cướp của chúng, bị mắng té tát, tên đàn em có chút ấm ức. Ta thấy chúng, mập mạp, thôi, huynh nhìn đống đồ chúng mang theo, không vài trăm đồng không mua nổi đâu, 2 con dê béo thế này, vặt chút thôi cũng đủ chúng ta tiêu mấy ngày rồi. Nghe vậy, tên đại ca trầm ngâm. Hắn há chẳng động lòng, chỉ riêng thịt 2 tên kia mang theo đã đủ hắn thèm thuồng. Mấy hôm nay cả bọn làm ăn kém quá, đã mấy ngày không được miếng thịt nào. Nhưng nghĩ đến Mã gia trong chợ phiên, hắn lại e dè. Tên đó không dễ chọc, đắc tội hắn thì cả bọn không sống yên ổn được. Nhưng nghĩ đến đống đồ Lục Thanh mang theo, tên đại ca lại không khỏi động lòng. Mà nay, sự xuất hiện của Lục Thanh lại cho hắn tia hy vọng. Nếu kết thân với Lục Thanh, dựa vào mối quan hệ với Trần Lão Đại Phu, biết đâu hắn còn có cơ hội quay lại thành. Đang lúc mấy tên kia do dự, trong chợ phiên, Mã gia gọi một tên thủ hạ lại. Tiểu Thiên, ta nhớ Trần Lão Đại Phu hình như ở Cửu Lý Thôn phải không? Vâng, Lão Đại Phu ở sườn núi nhỏ gần Cửu Lý Thôn, dân trong vùng đều biết. Tên thủ hạ cung kính đáp. Ngươi tìm thời gian đến Cửu Lý Thôn xem Lão Đại Phu gần đây có thu đồ đệ tên Lục Thanh không? Vâng. Tiểu Thiên cung kính đáp. Hắn biết Mã gia muốn điều tra thiếu niên mang bạc đến chợ phiên mua đồ lúc nãy. Nghĩ vậy, Tiểu Thiên chợt nhớ ra một chuyện, vội bẩm báo, Mã gia, lúc nãy vào đây, thuộc hạ thấy Trần Tam cùng đám người lén lút bên ngoài, có vẻ như chúng đang nhòm ngó thiếu niên tên Lục Thanh. Trần Tam. Bọn du côn đó đến địa bàn của ta làm gì? Mã gia nheo mắt. Nghe nói chúng trước đây ăn trộm ở Đại Mộc thôn bị trưởng làng cấm đến gần nên mới mò sang đây. Lũ vô lại, không làm ăn đàng hoàng, chỉ rình mò trộm cắp. Ngươi ra ngoài cảnh cáo chúng, nếu dám đụng đến khách của chợ phiên ta, ta sẽ đánh gãy chân chúng. Vâng, Mã gia. Tiểu Thiên phấn khởi ra ngoài. Hắn vốn đã ngứa mắt với lũ Trần Tam, ngày thường chẳng làm việc gì nên hồn, chỉ biết trộm cắp, bắt nạt dân làng. Một người đường tỷ của hắn lấy chồng ở Đại Mộc thôn từng than thở với hắn chuyện bị Trần Tam ăn trộm mấy con gà. Trước đây hắn không có cơ hội dạy dỗ chúng, nay có Mã gia chống lưng, hắn phải cho chúng bài học. Tiểu Thiên vừa đi, ngoài chợ đã ồn ào, tiếng kêu xin tha vang lên. Mã gia không để ý đến chuyện nhỏ nhặt này, ngồi trầm ngâm. Sự xuất hiện của Lục Thanh hôm nay là một bất ngờ với hắn. Nếu thiếu niên này thật sự là đồ đệ của Trần lão đại phu, đó sẽ là tin tốt với hắn. Dân quê chỉ biết lão đại phu y thuật cao minh, là thần y cứu người. Nhưng họ không biết, trong thành, lão đại phu cũng có thế lực lớn. Nhiều quan lại, thương nhân giàu có đều xem ông là thượng khách. Ấy là bởi lão đại phu không chỉ giỏi y thuật mà còn là cao thủ võ lâm. Ngay cả quan huyện cũng từng khen ngợi tu vi thâm hậu của ông, gần đạt cảnh giới tông sư đỉnh phong. Mã gia từ trước đã muốn kết giao với một nhân vật như vậy, nhưng chưa có cơ hội. Nếu chẳng phải lệnh cấm 5 năm của lão cha, hắn đã sớm vứt bỏ gánh nặng mà về. Mã gia lặng lẽ toan tính một mình. Lục Thanh và Vương Đại An không hay biết chuyện xảy ra sau khi họ rời chợ. Lục Thanh luôn cảnh giác, hắn biết việc mua sắm ở chợ phiên có phần lộ liễu. Nhưng chẳng còn cách nào, hắn có quá nhiều việc phải làm, không thể thường xuyên đến chợ, đành phải mạo hiểm. May thay, cho đến khi họ về đến cổng làng, không có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Hai người tháo dải lụa đỏ trên cây, đặt lại dưới phiến đá, rồi tiếp tục vác đồ về nhà Lục Thanh. Lúc này đã gần trưa, dân làng đều nghỉ ngơi ở nhà, ít người qua lại. Vì vậy, Lục Thanh về đến nhà mà không gặp ai. Phù, cuối cùng cũng về. Vương Đại An thở hổn hển nói. Cảm ơn ngươi, Đại An ca, không có ngươi giúp, ta không thể mang nhiều đồ về như vậy. Lục Thanh cảm kích nói. Lương thực và thịt nặng đều ở bên Vương Đại An. Lục Thanh chỉ mang theo những vật dụng nhẹ nhàng. Cảm ơn làm gì, ta phải làm thế, nói đến, ta còn phải cảm ơn ngươi, hôm nay là lần đầu ta được nói chuyện gần với Mã gia như vậy, mà hắn còn nhớ tên ta. Vương Đại An kích động nói. Mã gia này, lợi hại lắm sao? Lục Thanh tò mò hỏi. Đương nhiên lợi hại. Vương Đại An đáp, ngươi phải biết, cả chợ phiên đều do Mã gia quản lý, hắn còn có một đám thủ hạ, ở vùng này, hắn là người có uy phong nhất, điều này khiến Lục Thanh nghi ngờ. Hắn thấy chợ phiên phồn hoa, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một cái chợ nhỏ. Đồ bán trong đó cũng không phải hàng xa xỉ gì, chủ yếu là nông sản. Chợ như vậy, kiếm được chắc cũng không nhiều. Mà nhìn vị Mã gia kia phô trương, tự hồ không xem chút tiền ấy vào đâu. Vậy tại sao hắn lại ở trong chợ phiên? Chẳng lẽ có ẩn tình gì khác? Lục Thanh không hiểu. Đại An ca, chợ phiên này vẫn luôn do Mã gia kia quản lý sao? Không phải, trước kia là một lão nhân quản lý, mọi người gọi ông ấy là Lý Bá, khoảng 2 năm trước, Mã gia mới tiếp quản. Ra vậy, Lục Thanh trầm ngâm. Thôi, ta phải về đây, A Thanh, ngươi nghỉ ngơi trước đi, vác nhiều đồ như vậy về, ngươi cũng mệt rồi. Thấy Vương Đại An muốn đi, Lục Thanh vội gọi lại, chờ chút, Đại An ca, rồi từ trong gùi, lấy ra một miếng thịt nửa nạc nửa mỡ. Miếng thịt này, ngươi cầm về, tối nay làm món ngon, cho Vương Gia Gia nếm thử. Không được, không được. Vương Đại An xua tay, thịt này không rẻ, ngươi giữ lại cho ngươi và Tiểu Nghiên ăn đi, ta còn nhiều lắm, ngươi cũng thấy đấy, mà lần này ngươi lại dẫn đường cho ta, lại giúp ta vác nhiều đồ như vậy về, miếng thịt này, coi như là ta tạ ơn ngươi. Không cần nhiều thế đâu, miếng thịt lớn như vậy, giá trị 10 mấy đồng tiền đấy. Ngươi cứ cầm lấy đi. Lục Thanh nhét miếng thịt vào tay Vương Đại An, ngươi không nhận, sau này ta có việc gì, cũng không dám nhờ ngươi giúp nữa. Cái này, thôi được. Thấy Lục Thanh nói vậy, Vương Đại An đành nhận thịt. Đi thôi, đừng ngại, mau về đi, chúng ta ra ngoài lâu như vậy, chắc Vương Gia Gia đang lo lắng, Đại An ca ngươi mau về báo bình an. Lục Thanh thấy Vương Đại An nhận thịt xong, hình như còn hơi ngại, liền đẩy hắn ra ngoài. Đợi Vương Đại An đi rồi, Lục Thanh lại cắt một miếng thịt nhỏ. Rồi cầm thịt, chuẩn bị sang nhà Trương Gia Gia bên cạnh, đón Tiểu Nghiên về. Trong gian bếp, hương thịt nồng nàn lan tỏa khắp nơi. Chính ngồi xổm trước lò giúp Tiểu Nghiên trong lửa, ngửi thấy mùi thịt thơm phức, nước miếng hắn không khỏi ứa ra. Ca ca, khi nào mới được ăn cơm? Tiểu Nghiên sốt ruột hỏi. Chốc nữa là được. Lục Thanh kỳ thật cũng thấy bụng dạ cồn cào. Kiếp trước là loài ăn thịt, đến thế giới này, ngoài cá ra, hắn chưa được nếm món thịt nào ra hồn. Giờ đây ngửi mùi thịt thơm lừng, con sâu thèm ăn trong hắn như bị khơi dậy. Lục Thanh đang làm thịt kho. Đương nhiên, vì gia vị không đủ, hắn làm phiên bản đơn giản của thịt kho, hay gọi là thịt om cho đúng hơn. Sở dĩ làm thịt kho là vì hắn thấy ở chợ phiên có người bán tương đậu. Đó là một vị thôn phụ bán, đựng trong bình, suýt nữa hắn không để ý, sau khi nếm thử, hắn phát hiện hương vị khá giống xì dầu, chỉ là hơi nhạt, lập tức mừng rỡ. Thế là mua không ít, khiến thôn phụ kia cảm kích vô cùng. Lục Thanh nhân cơ hội hỏi han về loại tương này, mới biết công thức là do tổ phụ của thôn phụ để lại. Tổ phụ nàng vốn là đầu bếp trong một tử lâu ở thành xa, sau vì biến cố, lưu lạc đến đây. Sau khi nàng lấy chồng, nhà chồng nghèo khó, nàng mới nghĩ đến việc làm tương đậu để kiếm thêm thu nhập. Dù sao đậu cũng rẻ, coi như làm hỏng, cũng không thiệt hại nhiều. Nhưng người ở đây hình như không chuộng tương đậu lắm. Nàng bán ở chợ phiên đã lâu, Lục Thanh là khách hàng lớn nhất nàng gặp. Lục Thanh nghe xong, động lòng trắc ẩn, mua thêm một bình tương nữa, khiến thôn phụ lại cảm kích khôn nguôi. Có được tương đậu ngoài dự kiến, Lục Thanh lại đi dạo chợ phiên một vòng nữa. Tiếc là, không còn bất ngờ nào như tương đậu nữa. Chỉ thấy có một lão nhân bán đường, hắn mua một ít. Đường đắt hơn tương đậu nhiều, nhưng đối với ăn uống, Lục Thanh chưa bao giờ tiếc tiền. Chính nhờ những thứ này, Lục Thanh quyết định làm một bữa thịt kho. Thịt ba chỉ nửa nạc nửa mỡ, cắt miếng, chần qua nước sôi, rồi cho vào nồi rán đến khi hơi vàng. Sau đó vớt thịt ra, bắt đầu xào tương. Khi mùi thơm của tương dậy lên, hắn cho thịt đã rán vào xào cùng. Tiếp đó cho đường, muối, đổ nước vào om. Đây chắc chắn không phải thịt kho chính gốc, nhưng điều kiện có hạn, Lục Thanh chỉ có thể làm vậy. Nhưng dù sao, dù cách làm đơn giản, thịt vẫn là thịt. Sau một hồi om, mùi thịt bay ra, khiến hai huynh muội nuốt nước miếng ừng ực. Thấy thời gian đã đủ, Lục Thanh mở vung, chuẩn bị rút bớt nước. Ngay khi vung mở ra, hơi nóng bốc lên, hương thịt nồng nàn phả vào mặt, lập tức tràn ngập cả gian bếp. Mùi thịt thậm chí bay ra cả ngoài sân, khiến vài thôn dân đi qua ngửi thấy, không khỏi dừng chân. Nghe ngóng một hồi, phát hiện mùi thịt là từ nhà Lục Thanh, họ không khỏi suýt xoa. Mùi thịt thơm thế, Lục Thanh nấu bao nhiêu thịt thế kia, có người muốn vào xem, nhưng lại thấy không tiện. Cuối cùng đứng một lúc, thấy bụng càng lúc càng đói, vội vã về nhà. Đứng thêm nữa, sợ mình không nhịn được vào ăn ké mất. Mùi thịt bay càng lúc càng xa, mấy nhà lân cận đều ngửi thấy. Xác nhận là từ nhà họ Lục, ai nấy đều tấm tắc. Nhà họ Lục dạo này khấm khá lên, nấu món gì mà thơm thế, cứ tưởng sau khi vợ chồng Lục Minh mất, hai đứa Lục Thanh với Tiểu Nghiên sẽ khó khăn lắm, giờ xem ra không cần lo nữa. Nghe nói sáng nay Lục Thanh với Đại An đi chợ phiên, mua nhiều đồ lắm, Lục Thanh còn trả lại gạo với muối mượn của mọi người nữa. Trần lão đại phu tốt với đệ tử thật. Tiếc là thằng con nhà ta chẳng nên hồn, không thì ta cũng muốn xin lão đại phu nhận nó làm đệ tử. Thôi đi, tiểu tử của nhà ngươi có biết chữ đâu, đưa y thư cho nó cũng chẳng hiểu. Chỉ nói nhà ta, tiểu tử nhà ngươi chẳng phải cũng vậy, đếm qua 10 là không biết đếm nữa, xem nhau cả thôi. Lục Thanh không biết dân làng đang bàn tán. Lúc này, hắn đang cô đặc nước thịt, chuẩn bị múc thịt ra. Thịt đã hầm nhừ, hắn gấp vào bát, miếng thịt run run nhìn thật hấp dẫn. Thịt kho tàu này nhìn ngon lành, Lục Thanh cũng thấy thèm. Hắn vội xào qua rau xanh rồi gọi muội muội ăn cơm. Tiểu Nghiên, muội ăn từ từ kẻo nóng. Lục Thanh gắp cho Tiểu Nghiên miếng thịt để lên bát cơm. Vâng ạ, ca ca. Tiểu Nghiên đang nghe truyện trên TV Audio CV khẽ đáp rồi thổi nguội miếng thịt. Gắp cho muội muội xong, Lục Thanh cũng tự gắp cho mình một miếng thịt kho tàu. Hắn thổi nguội rồi cắn một miếng, mắt sáng lên. Thịt hắn hầm thật lâu, đã mềm nhừ mà vẫn dai ngon, thật tuyệt. Một miếng thịt vào bụng, Lục Thanh hài lòng. Công hắn bỏ ra thật xứng đáng. Tuy gia vị không đủ, món thịt này không bằng hắn làm kiếp trước, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại được ăn miếng thịt thế này là Lục Thanh mãn nguyện rồi. Ca ca, thịt này ngon quá. Tiểu Nghiên ăn đến miệng đầy dầu mỡ, vui vẻ nói. Tất nhiên rồi, huynh làm kỳ công lắm đó. Lục Thanh đắc ý, ca ca nấu ăn ngon quá, sau này muội cũng muốn học nấu ăn với huynh để tự làm nhiều món ngon. Tiểu Nghiên háo hức. Muội cứ ăn cho khỏe, lớn thêm chút nữa huynh sẽ dạy nấu ăn. Dạ, hai huynh muội ăn bữa tối thật ngon. Ăn xong, Lục Thanh cầm tấm vải đến nhà Trương Đại Gia bên cạnh. Trương Gia Gia, gì thế, A Thanh? Trương Đại Gia từ trong nhà bước ra. Nhị Thẩm có nhà không à? Nhị Thẩm, vợ thứ hai của Trương Đại Gia, là người thêu thùa nổi tiếng trong làng. Trong phòng đấy, ngươi tìm nàng có việc gì? Trương Đại Gia gọi vào trong, vợ lão nhị, ra đây, A Thanh tìm ngươi. A Thanh tìm ta có việc gì thế? Một phụ nhân từ trong nhà bước ra. Dạ, sáng nay ta có mua tấm vải ở chợ phiên, muốn may cho Tiểu Nghiên hai bộ y phục, nhưng ta không biết may vá nên muốn nhờ Nhị Thẩm giúp, tiền công ta sẽ trả. Lục Thanh giơ tấm vải ra. Ngươi nói gì thế, bà con xóm giềng giúp nhau là phải, đưa vải đây, ta xem rồi mai bảo Tiểu Nghiên sang lấy số đo, 2 hôm nữa là xong. Trương Nhị Thẩm nhận lấy vải. Trưa nay ngươi đã mang miếng thịt to đến, khách sáo quá rồi. Trương Đại Gia nói. Không thể để Nhị Thẩm bận rộn không công được. Lục Thanh cười đáp, vậy ta xin phép về đọc sách. Ừ, đọc sách quan trọng, về đi. Về đến nhà, nhìn Tiểu Nghiên chơi đùa trong sân, Lục Thanh mỉm cười. Y phục của muội muội vốn là đồ cũ của hắn, giờ đã vá víu nhiều chỗ. Mấy hôm trước giặt quần áo, hắn thấy có chỗ sức chỉ. Hôm nay thấy có người bán vải ở chợ phiên, tuy chất lượng thường mà giá lại đắt, nhưng Lục Thanh vẫn mua để may cho muội muội 2 bộ đồ mới. Không nói cho Tiểu Nghiên, Lục Thanh định để ngày mai làm nàng bất ngờ. Tối đó, Tiểu Nghiên lại không đợi được con thú nhỏ màu đen đến mà ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, muội muội dậy với vẻ mặt buồn bã. Nhưng nỗi buồn mau chóng tan biến khi muội muội biết chuyện quần áo mới. 2 hôm sau, có quần áo mới, Tiểu Nghiên vui vẻ khoe khoang mấy ngày liền. Nhờ đi chợ phiên mua sắm, đồ dùng sinh hoạt đã đủ đầy. Mấy ngày sau, Lục Thanh vẫn ở trong làng, ngày ngày đến chỗ Trần Lão Đại Phu học tập, về nhà làm chút việc nông như trồng rau, buổi chiều nghĩ cách nấu ăn ngon trong điều kiện hạn hẹp. Thỉnh thoảng hắn đi câu cá về cho Linh Miêu ăn tối. Thời gian trôi qua thật quy củ. Cuối cùng, hôm đó, khi 2 huynh muội đến tiểu viện trên núi, Lão Đại Phu bảo Lục Thanh không cần xem Bách Thảo Kinh nữa. Trần Gia Gia, người nói ta không cần xem Bách Thảo Kinh nữa ạ? Lục Thanh kinh ngạc. Phải, ngươi học nhanh hơn ta tưởng, đã thuộc lòng quyển này rồi, sau này ôn tập thêm là được, không cần học chuyên sâu nữa. Trần Lão Đại Phu vuốt râu đáp. Mấy hôm nay, hắn rất hài lòng với Lục Thanh. Đứa trẻ này ông minh hơn lão nghĩ, chỉ nửa tháng đã học hết Bách Thảo Kinh. Ban đầu, hắn nghĩ nếu Lục Thanh đọc thông thạo trong 1 tháng đã là tốt lắm rồi. Nhờ Trần Gia Gia dạy dỗ tốt ạ, Lục Thanh thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng không cần học quyển sách này nữa. Trời mới biết hắn đã thuộc lòng nó đến mức nào rồi. Nói là đọc xuôi đọc ngược cũng không đủ. Nhưng hắn không thể lập tức thể hiện mình đã nắm vững toàn bộ kiến thức. Cho dù muốn thể hiện mình thông minh, cũng phải có quá trình để người khác chấp nhận. Nếu không, đột ngột phô trương năng lực, rất dễ phản tác dụng. Giờ thì cuối cùng cũng đến lúc rồi. Lục Thanh, tuy ngươi thông minh hơn ta nghĩ, nhưng vẫn phải làm bài khảo nghiệm như đã nói. Trần Lão Đại Phu nói. Lục Thanh hiểu, xin Gia Gia cứ ra đề. Lục Thanh cung kính đáp. Ngươi đã thuộc Bách Thảo Kinh, nhưng y thư không chỉ cần nhớ mà còn phải vận dụng vào thực tế mới là hiểu. Bài khảo nghiệm của ta rất đơn giản, trong vòng 1 canh giờ, ngươi hãy tìm 10 loại dược liệu ghi trong sách ở quanh làng rồi hái chúng về đây. Nhớ là không được mang sách theo, không được hái nhầm, và không được làm tổn hại đến cây thuốc. Lục Thanh ghi nhớ lời dặn, đợi Lão Đại Phu nói xong mới hỏi, chỉ có vậy thôi à? Phải, chỉ cần làm được, ta sẽ chính thức nhận ngươi làm đại đệ tử, cũng là đệ tử duy nhất của ta. Gia Gia yên tâm, con nhất định không phụ lòng người. Lục Thanh tự tin nói. Cầm cái sọt và cái cuốc này đi, nhớ là chỉ có 1 canh giờ, quá giờ dù có hái đủ cũng không được tính. Lão Đại Phu đưa dụng cụ cho Lục Thanh. vậy con đi ngay. Lục Thanh nhận đồ rồi đi xuống núi. Vừa đến chân núi, hắn đã thấy một cây thuốc. Rễ cỏ lôi, phẩm chất thượng hạng, có thể làm thuốc. Tác dụng thanh nhiệt giải độc, trị phong nhiệt, ho khan rất hiệu quả. Loại rễ cỏ lôi này được ghi trong Bách Thảo Kinh. Thấy dị năng cho biết nó là thượng phẩm, Lục Thanh cúi xuống đào. Quất thuốc khá sắc, Lục Thanh đào rất cẩn thận, sợ làm hỏng cây thuốc. Dù sao một trong những yêu cầu của bài khảo nghiệm là không được làm tổn hại đến cây thuốc. Cẩn thận đào xong cây rễ cỏ lôi cho vào sọt, Lục Thanh chợt giật mình. Chỉ đào một cây mà đã mất gần một khắc, 15 phút. Nếu cứ đà này, đào 10 cây chẳng phải mất 10 khắc sao? Mà lão đại phu chỉ cho hắn một canh giờ. Không thể chậm chạp thế này được, phải tăng tốc thôi. Ban đầu, Lục Thanh nghĩ với dị năng của mình, tìm 10 cây thuốc chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Nhưng giờ hắn mới biết, nếu chủ quan thì có khi lại trượt bài khảo nghiệm. Gạt bỏ tâm lý buông lỏng, Lục Thanh tăng tốc đi tiếp. Trên đường, mắt hắn không ngừng tìm kiếm trong bụi cỏ hai bên. Hễ thấy cây nào giống trong Bách Thảo Kinh, hắn liền dùng dị năng kiểm tra, xác nhận là dược liệu trong sách thì lập tức đào lên. Bồ công anh, thương nhĩ, sa, tiền thảo, từng loại dược liệu được ghi trong sách lần lượt vào sọt Lục Thanh. Trán hắn lấm tấm mồ hôi, tiện tay quệt một cái đã thành mấy vệt bùn. Có người đi qua thấy vậy cười nói, "A Thanh, ngươi làm gì mà mình mẩy lấm lem thế kia?" "Vương bá, ta đang đào thuốc, đây là nhiệm vụ Trần Gia Gia giao, không dám lơ là." Lục Thanh đáp. "Nhiệm vụ của lão đại phu à, vậy phải cẩn thận đấy, có cần ta giúp không?" Vương bá lập tức nghiêm túc. Người trong thôn kính trọng lão đại phu từ tận đáy lòng. Nghe là nhiệm vụ của ông, họ không dám đùa cợt nữa. "Không cần đâu, việc này ta phải tự làm, là bài khảo nghiệm của Trần Gia Gia đối với việc học của ta thời gian qua." Lục Thanh xua tay. "Thế à, vậy A Thanh cố gắng lên, đừng để lão đại phu thất vọng." Nghe Lục Thanh nói vậy, Vương bá càng thêm nghiêm nghị. Dù sao việc Lục Thanh có học tốt hay không cũng ảnh hưởng đến việc chữa bệnh của dân làng sau này. "Vâng, ta nhất định cố gắng." Lục Thanh phất tay, "Vương bá, ta đi trước, Trần Gia Gia chỉ cho ta một canh giờ, ta còn phải đào thêm." Nhìn bóng Lục Thanh khuất dần, Vương bá vội chạy vào làng. Chẳng mấy chốc, cả làng đều biết Lục Thanh đang làm nhiệm vụ khảo nghiệm của lão đại phu. Ai nấy thấy Lục Thanh đều không dám làm phiền, sợ hắn không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị đuổi xuống núi. Ngay cả lũ trẻ cũng bị cấm đến gần Lục Thanh, tránh quấy rầy hắn hái thuốc. Mải mê hái thuốc, Lục Thanh không để ý đến những chuyện này. Hắn chỉ thấy lạ là hôm nay trong làng có vẻ yên tĩnh hơn mọi ngày. Thường thì giờ này lũ trẻ đã chạy nhảy khắp nơi, làm ầm ĩ cả lên. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu Lục Thanh rồi biến mất. Giờ hắn không rảnh nghĩ đến chuyện khác. Hắn đã đào được 8 cây thuốc, còn thiếu 2 cây nữa, mà thời gian đã trôi qua hơn nữa. Nếu không nhanh tay, bài khảo nghiệm này e là hỏng thật. Lục Thanh có chút hối hận vì ngày thường không để ý xem quanh làng có những loại thuốc gì, nếu không đã chẳng đến mức gấp gáp thế này. Xem ra, đôi khi quá ỷ lại vào dị năng cũng không tốt. Hắn chẳng phải vì nghĩ mình có dị năng, lúc nào cũng có thể tra cứu thông tin về cây thuốc nên mới lơ là sao. May thay, Lục Thanh vẫn còn may mắn, chẳng mấy chốc hắn lại tìm thấy một cây thuốc khác ghi trong Bách Thảo Kinh. Chỉ còn một cây cuối cùng. Đào xong cây thuốc này, Lục Thanh thở phào. Nhưng hắn biết thời gian không còn nhiều. Cây cuối cùng, tìm ở đâu bây giờ? Lục Thanh suy nghĩ một chút, bỗng vỗ đầu. Đúng rồi, sao lại quên nó chứ, đúng là đèn nhà ai nấy sáng, thứ quen thuộc nhất lại suýt bỏ qua. Nói rồi hắn chạy nhanh về nhà. Thấy Lục Thanh chạy, có người giật mình hỏi, "A Thanh, có chuyện gì vậy, bài khảo nghiệm có vấn đề gì sao?" "Không có gì đâu, khảo nghiệm của ta không vấn đề gì." Lục Thanh không kịp nghĩ tại sao dân làng lại biết chuyện khảo nghiệm của mình, vừa chạy vừa đáp. Nhanh chóng, hắn chạy về đến nhà, nhìn thấy đám cây mọc tốt ở góc khuất trong sân nhỏ, hắn mỉm cười. "Chính là ngươi, Ngưu Cốt Thảo. Trần Gia Gia, ta đã hái đủ thảo dược rồi." Lục Thanh thở hổn hển đưa sọt thuốc cho Trần lão đại phu xem. Hái xong Ngưu Cốt Thảo, hắn chạy một mạch lên núi, sợ không kịp giờ. Lão đại phu nhìn thảo dược trong sọt, hài lòng gật đầu. "Tốt lắm, ngươi đã hái đủ những thảo dược này." "Trần Gia Gia, ý người là sao ạ? Lục Thanh hơi khó hiểu. Lời của lão đại phu có vẻ ẩn ý, ngươi có biết vì sao ta giới hạn phạm vi khảo nghiệm trong làng không? Lão đại phu hỏi. Ta không biết. Lục Thanh lắc đầu. Bởi vì quanh làng không có nhiều thảo dược, chỉ khoảng 10 loại thôi. Lão đại phu vuốt râu, ngươi có thể hái đủ trong một canh giờ, lại không làm tổn hại gì, chứng tỏ ngươi đã để ý đến chúng từ trước. Nghe vậy, Lục Thanh xấu hổ. Bình thường, hắn thật sự không chú ý đến quanh làng có những loại thảo dược gì. Có lẽ trong tiềm thức, hắn nghĩ khu vực đông người qua lại sẽ không có dược liệu quý nên chỉ khi nào tình cờ gặp mới dùng dị năng xem xét. Nhưng nếu nói là cố ý tìm hiểu xem quanh làng có bao nhiêu loại dược liệu thì hắn chưa từng làm. Xem ra thái độ của hắn có phần hời hợt. Ngay cả lão đại phu còn biết quanh làng có những loại thuốc gì, còn hắn có dị năng mà lại không biết, thật không nên. Lục Thanh tự vấn bản thân. Thấy Lục Thanh không nói gì, Trần lão đại phu tưởng hắn đã nhận ra. Ông ta mỉm cười, tốt, ngươi đã qua khảo nghiệm, giờ đi mời trưởng làng và mọi người lên đây. Mời trưởng làng lên ạ? Lục Thanh ngẩn người. Đúng vậy, ta muốn chính thức nhận ngươi làm đệ tử, cũng cần có người làm chứng chứ, bằng không lại thành trò đùa. Vâng, ta đi ngay. Lục Thanh vui mừng chạy xuống núi. Dân làng vốn đã chú ý đến việc Lục Thanh phải qua khảo nghiệm của Trần lão đại phu. Thấy Lục Thanh chạy xuống núi, biết lão đại phu muốn mời trưởng làng lên chứng kiến lễ bái sư, ai nấy đều mừng rỡ. Hay quá, cuối cùng làng ta cũng có thầy thuốc rồi, giỏi lắm A Thanh, không hổ là đứa trẻ thông minh nhất làng, đã qua khảo nghiệm. A Thanh, ngươi báo với Trần lão đại phu, chúng ta lên ngay đây. Thấy Lục Thanh ngày nào cũng đến chỗ Trần lão đại phu học tập, dân làng từng nghĩ hắn đã là đệ tử của lão đại phu. Nhưng sau đó Lục Thanh nói với họ, hắn chỉ là học trò, chưa chính thức bái sư. Nay nghe Lục Thanh đã qua khảo nghiệm, sắp được lão đại phu nhận làm đệ tử, ai mà chẳng phấn khởi. Lục Thanh trở lại tiểu viện trên núi, chẳng mấy chốc, trưởng làng cùng mọi người ăn mặc chỉnh tề đi lên. Có người còn cố ý mặc bộ đồ chỉ dám mặc lúc ăn Tết. Ngoài trưởng làng, một số người khác trong làng cũng đi theo xem náo nhiệt. Có người còn mang theo bánh, trứng gà, thịt. Trần lão đại phu đã đứng đợi ở cửa tiểu viện. Thấy mọi người đến, hắn bước ra vái chào. Cảm tạ bà con đã đến dự lễ nhận đệ tử của lão già này. Lão đại phu, ngài khách sáo quá. Trưởng làng họ Trương vội nói, là chúng tôi phải cảm tạ ngài mới đúng. Từ khi ngài đến Cửu Lý Thôn, không biết đã chữa khỏi bao nhiêu bệnh tật cho chúng tôi, ân đức của ngài, chúng tôi luôn ghi nhớ trong lòng. Trương lão trượng quá lời rồi, ta chỉ làm tròn bổn phận của một thầy thuốc, không dám nhận ân đức gì. Lão đại phu cười nhạt. Ân đức hay không, trong lòng chúng tôi tự biết. Trương Đại Gia nhận lấy một chiếc giỏ từ tay một thanh niên phía sau. Trần lão đại phu, làng quê nghèo khó, không có gì quý giá, đây là chút trứng gà, thịt khô, và bánh. Coi như lễ vật chúng tôi xin dâng mừng A Thanh bái sư, mong ngài đừng chê. Nói rồi, hai thanh niên khác bê thêm 2 thúng bánh lên. Cảnh tượng này khiến Lục Thanh ngạc nhiên, còn Trần lão đại phu cũng bất ngờ. Trương Đại Gia nói tiếp, thật hổ thẹn, người Cửu Lý Thôn chúng tôi phần lớn là chạy nạn đến đây. Năm đó trên đường đi, nếu không có tổ phụ của A Thanh giúp đỡ, dẫn dắt, e rằng chúng tôi đã không thoát khỏi tai họa, không sống được đến ngày hôm nay, tìm được nơi này để an cư lạc nghiệp. Có thể nói, không có tổ phụ của A Thanh, có lẽ đã không có Cửu Lý Thôn ngày nay. Đáng tiếc thay, tổ phụ của A Thanh bệnh nặng trên đường chạy nạn, không được chữa trị tử tế, đã qua đời sớm. Còn chúng tôi cũng không bảo vệ được con trai và con dâu của ông, để họ bị lừa gạt, gặp nạn mà bỏ đi, chỉ còn lại A Thanh và Tiểu Nghiên bơ vơ. Nay A Thanh được ngài để mắt tới, nhận làm đệ tử, là phúc lớn của hắn. Mong lão đại phu thông cảm cho hoàn cảnh đáng thương của A Thanh, sau này nếu hắn có lỡ phạm sai lầm, xin hãy tha thứ, cho hắn thêm cơ hội. Nói rồi, Trương Đại Gia cúi đầu thật sâu trước Trần lão đại phu. Các trưởng lão và dân làng khác cũng đồng loạt cúi đầu. Nhìn thấy dân làng đồng loạt hành lễ, dù đã tu dưỡng mấy chục năm, Trần lão đại phu vẫn không khỏi xúc động. Còn Lục Thanh thì đã tràn đầy cảm động từ lâu. Một phần vì những chuyện Trương Đại Gia kể đều không có trong ký ức của nguyên chủ. Một phần vì hắn không ngờ dân làng lại đối xử với hắn tốt đến vậy. Trần lão đại phu ngẩn người một chút rồi vội bước tới đỡ Trương đại gia dậy. Mời mọi người đứng lên, các vị làm thế này thật khiến lão già này hổ thẹn. Rồi hắn nói với Trương đại gia, Trương lão trượng, Lục Thanh là đứa trẻ thông minh, được nhận hắn làm đệ tử là may mắn của ta, ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ dạy dỗ hắn ấy tử tế. Trương đại gia xúc động, vậy ta xin thay mặt tổ tiên và cha mẹ của A Thanh cảm tạ lão đại phu. Nói rồi hắn đưa chiếc giỏ lên. Những lễ mọn này mong ngài nhận cho. Trương lão trượng đừng làm thế, ta biết mọi người sống không dễ dàng, không cần khách sáo. Lễ không thể bỏ, bái sư mà không có lễ vật sao được. Sau một hồi từ chối, cuối cùng Trần lão đại phu nhận mấy quả trứng gà và một miếng thịt khô coi như lễ bái sư của dân làng. Còn lại thì hắn nhất quyết không nhận. Lục Thanh chứng kiến tất cả, âm thầm ghi nhớ, định bụng sau này sẽ trả lại tiền cho dân làng. Thật ra, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện lễ bái sư, cứ tưởng chỉ cần trước mặt mọi người, dập đầu lạy lão đại phu là được. Nào ngờ, thế giới này cũng coi trọng lễ nghi. Nghi thức bái sư chính thức phức tạp hơn hắn tưởng nhiều. Sau màn mở đầu này, lão đại phu mới mời dân làng vào sân. Rồi trước sự chứng kiến của mọi người, Lục Thanh chính thức làm lễ bái sư. Lễ bái sư của Lục Thanh không hề phức tạp. Trần đại phu vốn không phải người thích phô trương, mọi thứ đều được giản lược hết mức. Vì vậy, Lục Thanh chỉ làm theo trình tự, trước sự chứng kiến của mọi người, bái tổ sư, sau đó dập đầu, dâng trà và cung kính nói, sư phụ, xin mời dùng trà. Trần đại phu ngồi trên ghế, nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm, như vậy xem như lễ bái sư đã hoàn thành. Được rồi, đứng lên đi. Uống xong trà, Trần đại phu nói với Lục Thanh. Vâng, sư phụ. Lục Thanh đứng dậy, khoanh tay đứng sang một bên. Trần đại phu cũng đứng lên, vái chào các thôn dân trong sân và nói, cảm tạ chư vị hương thân đã đến chứng kiến lễ nhận đồ đệ của ta. Hôm nay ta có thêm một ái đồ, lòng tràn vui sướng. Tiếc là nơi tiểu viện chật hẹp, không thể chiêu đãi mọi người chu đáo, chỉ có thể chuẩn bị một chút lễ mọn. Nói rồi, ông lấy ra một cái khay từ phía sau bàn, trên đó bày la liệt những túi vải nhỏ. Đây là thuốc ta làm lúc rảnh rỗi, có chút tác dụng an thần, dễ ngủ, xua đuổi muỗi. Nếu chư vị không chê, xin hãy lấy một hai cái về, treo ở đầu giường, bảo đảm trong nhà cả tuần nửa tháng không bị muỗi quấy rầy. Thật lợi hại vậy sao? Các thôn dân nhìn những túi thuốc, không khỏi kinh hỉ. Bây giờ là mùa muỗi hoành hành, nếu túi thuốc này thật sự tốt như lời đại phu nói, thì quả là đáng mơ ước. Trong lúc nhất thời, các thôn dân vốn còn muốn khách sáo một chút, cũng không nỡ từ chối. Thấy vậy, lão đại phu mỉm cười, nói với Lục Thanh, A Thanh, ngươi đi phân phát những túi thuốc này cho mọi người đi. Vâng, sư phụ. Lục Thanh nhận lấy khay, đi đến trước mặt thôn dân, lần lượt phân phát túi thuốc. Trương đại gia, đây ạ, Lục Thanh đưa cho Trương đại gia trước tiên. Tốt lắm, sau này nhớ học hỏi Trần đại phu cho tốt. Trương đại gia nhận túi thuốc, vui mừng nói. Vâng, Trương đại gia. Lục Thanh nghiêm túc gật đầu. Những thôn dân khác nhận được túi thuốc, ngửi thử, chỉ cảm thấy mùi thuốc xộc vào ruột gan, nồng mà không gắt, ai nấy đều mừng rỡ, biết là đồ tốt, vội vàng cất đi. Đây là thuốc do chính tay đại phu bào chế, ở nơi khác e là có tiền cũng chưa chắc mua được, phải giữ gìn cẩn thận. Chư vị hương thân, sau khi về nhà nhớ treo túi thuốc trong phòng, nếu không qua nửa tháng, mùi thuốc bay hết, túi thuốc sẽ mất tác dụng. Trần đại phu thấy có người cất túi thuốc như vật quý, không khỏi nhắc nhở. Nghe đại phu nói vậy, mấy người mới thôi ý định cất kỹ túi thuốc. Chứng kiến lễ bái sư xong, Trương đại gia và những người khác bắt đầu cáo từ. Nhưng trước khi đi, Trương đại gia kéo Lục Thanh sang một bên, dặn dò hắn lúc rảnh rỗi, nhớ đi tảo mộ tổ phụ và cha mẹ, báo tin vui này cho họ. Thấy Lục Thanh vâng dạ, ông mới hài lòng xuống núi. Đợi đến khi tất cả thôn dân đã rời đi, Lục Thanh vẫn đứng trước sân nhỏ, nhìn theo bóng lưng mọi người đi xuống núi. A Thanh, tổ phụ ngươi năm xưa kết một đoạn thiện duyên, mới có được những người hàng xóm tốt như vậy ngày hôm nay. Trần đại phu đi đến bên cạnh Lục Thanh, nhìn về phía chân núi, tán thưởng nói. Sư phụ, con chưa từng biết những chuyện này, tổ phụ và cha mẹ cũng chưa từng nói qua. Lục Thanh đáp. Điều này càng chứng tỏ tổ phụ ngươi là một người có đức độ, đáng tiếc ta đến đây muộn, không có duyên gặp được bậc nho sĩ có khí khái như vậy. Trần Đại Phu có chút tiếc nuối. Ông có cảm giác, nếu năm đó mình đến sớm hơn, có lẽ đã có thể kết giao bằng hữu với tổ phụ Lục Thanh. Sư phụ, ngài có biết cha mẹ ta mất như thế nào không? Lục Thanh đột nhiên hỏi. Vì lời Trương lão trượng nói lúc nãy sao? Vâng, con vẫn nghĩ cha mẹ mất do tai nạn, nhưng nghe Trương Đại Gia nói, hình như còn có ẩn tình khác. Lục Thanh gật đầu. Trong ký ức của nguyên chủ, cha mẹ mất do tai nạn bất ngờ, bây giờ xem ra, e là không đơn giản như vậy. Trần Đại Phu trầm ngâm một chút, rồi lắc đầu. Việc này ta cũng không rõ. Lúc cha mẹ ngươi mất, ta đang ở trong thành khám bệnh cho một vị quý nhân, khi trở về thì nghe nói họ không may bị đuối nước, nhưng thi thể ta cũng không được thấy, không biết có thật sự là như vậy hay không. Ngươi muốn biết chân tướng, e là phải hỏi Trương lão trượng và những người khác. Lục Thanh trầm mặc không nói. Thực ra, trong ký ức của nguyên chủ cũng chỉ có vậy. Cha mẹ không may bị đuối nước, khi thi thể được vớt lên thì sưng vù, rất đáng sợ, khiến nguyên chủ sợ hãi đến mức ngất đi. Những chuyện sau đó đều xảy ra trong trạng thái mơ mơ màng màng của nguyên chủ. Bán ruộng, lo hậu sự, bên linh cữu dường như còn có người đến gây rối. Đến khi nguyên chủ tỉnh táo lại thì cha mẹ đã được an táng. Bây giờ nhớ lại, có rất nhiều điểm đáng ngờ. Đáng tiếc là, nguyên chủ lúc đó bị đả kích quá lớn, rất nhiều ký ức đều hỗn loạn, khiến Lục Thanh không thể tìm ra manh mối. Tuy nhiên, ta không khuyên ngươi bây giờ đi hỏi Trương lão trượng chân tướng sự việc. Trần Đại Phu nhìn vẻ trầm mặc của Lục Thanh, đột nhiên lên tiếng. Vì sao vậy, sư phụ? Trương lão trượng và những người khác giấu ngươi chuyện này, hẳn là vì nghĩ cho ngươi và Tiểu Nghiên, sợ ngươi biết chân tướng sẽ làm chuyện dại dột. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ họ sẽ hại ngươi sao? Lục Thanh nhớ lại thái độ của mọi người trong thôn đối với mình và Tiểu Nghiên từ khi tỉnh lại, lập tức lắc đầu. Trương Đại Gia và mọi người đương nhiên không phải người như vậy. Quan trọng nhất là, trong thông tin mà dị năng của hắn dò xét được, chưa từng có ai trong thôn có tâm địa xấu xa như vậy. Nếu vậy, ngươi nên tin tưởng Trương lão trượng, họ không nói cho ngươi bây giờ, hẳn là vì chưa đến lúc. Vì vậy, điều ngươi nên làm bây giờ không phải là truy tìm chân tướng, mà là học tập cho tốt, đến khi ngươi có đủ năng lực, ta tin Trương lão trượng sẽ nói cho ngươi sự thật. Lục Thanh lại trầm mặc. Thực ra, hắn muốn biết chân tướng không phải để làm chuyện gì bồng bột. Dù sao hắn chỉ kế thừa ký ức của nguyên chủ, đối với cha mẹ, chưa từng gặp mặt cũng không có tình cảm sâu đậm. Hắn lo lắng là, chân tướng cái chết của cha mẹ nguyên chủ có thể gây bất lợi cho mình và Tiểu Nghiên. Nhưng đúng như sư phụ nói, hiện tại hắn còn quá yếu. Biết chân tướng cũng vô ích. Vậy thì cứ yên tâm học hỏi từ sư phụ trước đã. Ta đã biết, sư phụ. Nghĩ thông suốt, Lục Thanh lên tiếng. Thấy Lục Thanh dường như đã hiểu, Trần Đại Phu mỉm cười. Ông không muốn đệ tử của mình, còn nhỏ tuổi, đã sa vào cái gọi là thù hận. Điều đó sẽ chỉ làm vặn vẹo tâm trí cậu. Vì vậy, ông rất đồng tình với cách làm của Trương Đại Gia và những người khác. Thấy trên mặt Lục Thanh vẫn còn chút buồn bã, lão Đại Phu quyết định chuyển hướng sự chú ý của cậu. A Thanh, bây giờ ngươi đã bái nhập môn hạ của ta, có vài chuyện cũng nên cho ngươi biết. Lục Thanh ngẩng đầu lên. Thấy có hiệu quả, lão Đại Phu mỉm cười. Tiếp tục nói, A Thanh, ngươi có biết, muốn trở thành một thầy thuốc giỏi, cần có những gì không? A Thanh, ngươi có biết, muốn trở thành một thầy thuốc giỏi, cần có những gì? Nghe sư phụ hỏi, Lục Thanh do dự một chút, rồi đáp, y thuật xuất chúng, đó chỉ là một phần. Trần Đại Phu nói. Ngoài ra, một thầy thuốc giỏi còn phải có tâm cảnh không sợ hãi và thể phách khỏe mạnh. Tâm cảnh không sợ hãi và thể phách khỏe mạnh. Lục Thanh lẩm bẩm. Không sai. Lão Đại Phu gật đầu. Thân là thầy thuốc, tâm cảnh không sợ hãi là rất quan trọng. Bởi vì làm thầy thuốc, sau này tất nhiên sẽ gặp đủ loại bệnh nhân. Có những bệnh nhân đau đớn không chịu nổi, miệng đầy rên rỉ, có người hấp hối như sắp lìa đời, có người bệnh trạng đáng sợ, kinh hãi người nhìn, thậm chí có kẻ tính tình nóng nảy, động một tí là quát mắng, đùa cợt. Gặp những bệnh nhân như vậy, nếu ngươi không có một tâm cảnh không sợ hãi, bình tĩnh, sẽ rất khó chẩn đoán chính xác bệnh tình, tiến hành trị bệnh cứu người. Cho nên ngươi phải nhớ kỹ, khi y thuật của ngươi đã có thành tựu, dù gặp phải bệnh nhân nào, cũng phải giữ tâm cảnh không sợ hãi, như vậy mới có thể giúp ngươi cứu chữa bệnh nhân tốt hơn. Đệ tử ghi nhớ. Lục Thanh cung kính nói. Về phần thể phách khỏe mạnh, lão đại phu trầm ngâm một chút, rồi nói tiếp. Như ta vừa nói, thân là thầy thuốc, kiểu gì cũng sẽ gặp phải một số bệnh nhân khó tính. Có những bệnh nhân, không chỉ bản thân tính khí nóng nảy, mà cả gia đình họ cũng khó thuyết phục, có khi không hài lòng là nổi trận lôi đình, thậm chí trút giận lên thầy thuốc. Lúc đó, thân là thầy thuốc, không nên nghĩ đến trị bệnh cứu người, mà nên ưu tiên bảo toàn bản thân. Vì vậy, thể phách khỏe mạnh rất cần thiết, nếu không, e là không thể đối phó với những bệnh nhân và gia đình vô lý kia. Lão đại phu nói đến đây, trên mặt lộ vẻ khó nói, dường như nhớ lại một số kỷ niệm không vui. Xem ra sư phụ trước đây cũng đã gặp không ít người làm loạn, Lục Thanh thầm nghĩ. Lão đại phu lắc đầu, gạt bỏ những hồi ức không vui, nói tiếp. Ngoài việc đối phó với bệnh nhân khó tính, thầy thuốc ngày thường lên núi hái thuốc, đi đây đi đó, những việc này cũng cần có một thân thể tốt mới có thể làm được. Bởi vậy, muốn trở thành một thầy thuốc giỏi, y thuật dĩ nhiên quan trọng. Nhưng đồng thời, tâm cảnh không sợ hãi và thể phách cường tráng cũng quan trọng không kém. Vậy sư phụ, làm thế nào để rèn luyện thể phách cường tráng? Lục Thanh khiêm tốn hỏi. Ngươi hỏi đúng ý ta rồi. Trần Đại Phu cười. Còn nhớ lần đầu tiên ngươi đến đây, ta đánh bộ quyền pháp kia không? Nhớ ạ, Lục Thanh thầm nghĩ, đâu chỉ nhớ, ta còn suýt mô phỏng được nó rồi. Đây là lần đầu tiên sư phụ chủ động đề cập đến việc tu luyện, tim hắn không khỏi có chút kích động. Bộ quyền thuật này, là ta tình cờ có được lúc còn trẻ, cũng chính nhờ nó, ta mới có thể ở tuổi này vẫn có một thân thể khỏe mạnh. Đã ngươi đã nhập môn hạ của ta, vậy bộ quyền thuật này cũng đến lúc truyền dạy cho ngươi. Sư phụ muốn dạy ta tập võ. Lục Thanh kinh hỉ. Nguyên lai sư phụ còn biết võ công sao, chỉ là biết sơ thôi, thể cốt ngươi có chút yếu, sau này dù là muốn lên núi hái thuốc, hay là đi đây đi đó, đều cần rèn luyện nhiều hơn. Chúng ta thân là thầy thuốc, không chỉ phải biết trị bệnh cứu người, mà còn phải biết điều trị bản thân, cường thân kiện thể. Nếu ngay cả chính mình cũng bệnh tật, làm sao có thể ở trạng thái tốt nhất để chẩn bệnh, chữa bệnh cho người khác? Trần Đại Phu biết, người thông minh như Lục Thanh sẽ không từ bỏ việc truy tìm chân tướng cái chết của cha mẹ. Ông cũng không có lý do gì để ngăn cản đệ tử. Dù sao, thân là con người, muốn biết chân tướng cái chết của cha mẹ ruột là chuyện đương nhiên. Nếu vậy, điều ông có thể làm là giúp đệ tử tăng cường khả năng tự vệ. Trở lại sân nhỏ, hai thầy trò đứng giữa sân, Tiểu Nghiên thì ngồi trên bàn đá một bên, vừa vui vẻ ăn điểm tâm, vừa nhìn sang. A Thanh, trước khi chính thức dạy ngươi quyền thuật, ta muốn nói qua cho ngươi một chút về thường thức tu luyện võ đạo. Trần Đại Phu nghiêm mặt nói. Vâng, sư phụ. Lục Thanh cố nén sự phấn khởi trong lòng. Cuối cùng cũng có thể hiểu thêm về tu luyện rồi, cái gọi là tu luyện võ đạo, theo những người trong võ lâm, được chia làm mấy tầng cảnh giới. Trần Đại Phu bắt đầu chậm rãi nói. Đại cảnh giới chia làm tiên thiên và hậu thiên. Tiểu cảnh giới, riêng hậu thiên cảnh đã chia làm 3 cảnh giới nhỏ, khí huyết, gân cốt và nội phủ. Khí huyết cảnh, người mới luyện võ, chủ yếu là điều hòa khí huyết, điều trị khí tức. Khí huyết lưu thông, khí tức thông thuận, thân thể tự nhiên cường tráng, khí lực tăng trưởng, tinh thần thịnh vượng. Cho nên võ giả khí huyết cảnh đại thành, ai nấy đều thân thể khỏe mạnh, khí lực kinh người, 3 năm tráng hán thường cũng dễ dàng bị quăng đi. Gân cốt cảnh, võ giả cảnh giới này đã bắt đầu rèn luyện gân cốt. Dùng các loại bí pháp, tâm pháp, rèn luyện gân cốt, từ đó đạt đến công hiệu cường gân tráng cốt, thoát thai hoán cốt. Võ giả gân cốt cảnh đại thành, lực lượng so với khí huyết cảnh mạnh hơn rất nhiều, có thể bẻ gãy vó ngựa, tay không ném trâu, rất đáng sợ. Còn về nội phủ cảnh, lão đại phu dừng lại một chút, rồi nói tiếp, võ giả cảnh giới này, khí huyết, gân cốt đã mạnh đến một mức độ nhất định, khó đột phá hơn, cho nên bắt đầu từ ngoài vào trong, tìm kiếm sự biến đổi của cơ thể. Mà sự biến đổi này nằm ở nội phủ. Ngũ tạng lục phủ của con người vốn yếu ớt, chỉ cần chút tổn thương là có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng võ giả nội phủ cảnh lại có thể tu luyện ngũ tạng lục phủ trở nên cường đại dị thường, trong ngoài hợp nhất, khí tức kéo dài, sức chịu đựng cực mạnh. Võ giả nội phủ cảnh đại thành, nội tức cường đại, có thể chạy ngàn dặm mà không mệt, cũng có thể lặn dưới nước mấy canh giờ mà không hết hơi. Tu luyện đến cảnh giới này đã vượt xa sức tưởng tượng của người thường, đạt đến cực hạn của con người. Có thể đạt đến cảnh giới này, thật sự là vạn người không được một, được xưng tụng là rồng phượng trong loài người. Vì vậy, võ giả nội phủ Đại Thành còn được gọi là tông sư. Bài giảng này khiến Lục Thanh vừa say mê vừa chấn động. Người tu luyện ở thế giới này còn mạnh hơn hắn tưởng tượng. Bẻ gãy vó ngựa, tay không ném trâu, chạy ngàn dặm, tất cả những điều này đều có thể gọi là phi nhân loại. Chẳng trách hắn trước đó cảm nhận được áp lực mạnh mẽ như vậy từ Mã gia. Nguyên lai hắn lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Sư phụ, hậu thiên cảnh đã lợi hại như vậy, còn tiên thiên cảnh thì sao? Lục Thanh nôn nóng hỏi. Uy lực của tiên thiên cảnh, ta cũng không biết. Lão đại phu lắc đầu. Cường giả cảnh giới đó đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, có người thích ngao du thiên hạ, có người thì trấn giữ một phương, võ giả bình thường khó mà tiếp xúc được họ. Lục Thanh chớp mắt, hỏi tiếp, vậy sư phụ hiện tại là cảnh giới gì? Ha ha ha. Lão đại phu cười lớn. Ta đã già, người già sức yếu, cảnh giới gì cũng vô dụng. Hơn nữa ta chỉ là một đại phu, chỉ biết chữa bệnh cứu người, không màng đến chuyện tranh cường đấu thắng, cảnh giới cao hay thấp đều là phù du. Lục Thanh biết, lão nhân gia không muốn tiết lộ tu vi của mình. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.